Kính thưa bác, tôi kính chào bác Nguyễn Nhân, soạn giả, thiền gia, viện chủ, chùa Tân Diệu và tất cả quý vị. Chào chị muốn hỏi gì hỏi đi. Dạ, cảm ơn bác. Kính thưa bác, tôi tên là Phạm Thị Bưởi, hiện ở số quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Tôi trước đây có đi chùa tụng kinh và có nhiều thắc mắc. Tôi đã có thưa kính hỏi chư vị tăng ni, nhưng quá bận, các vị không giải nghĩa rõ ràng. Nay tôi kính xin hỏi bác về một số câu hỏi kinh Nhật tụng, kính mong bác giải đáp giúp cho chúng tôi được rõ. Thưa bác. Rồi, chị hỏi đi. Dạ, cảm ơn bác. Thưa, đây là câu hỏi số 1. Kính thưa bác, thời xưa lúc còn Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, các tăng ni có tụng kinh mỗi ngày không ạ? Thưa bác. Ngày xưa làm gì có cái chuyện tụng kinh. Đầu tiên ông Phật có dạy ngồi thiền nha, rồi sau á ông dạy cái lý luận, rồi sau ông dạy cái tìm hiểu thôi nha, chứ không có tụng. Ngày xưa tuyệt đối trong 49 năm Đức Phật không dạy tụng kinh một ngày nào hết. Mà ông Phật có dạy câu này: đọc, Như Lai viết sách ra đọc cho thuộc. Gọi là đọc cho thuộc, đọc đi lặp lại gọi là tụng, chứ không phải là ngồi tụng. Đọc hoài, đọc sao cho nó mở cái tri kiến Phật ra, chứ không phải là tụng. Rồi chị hỏi tiếp đi. Dạ, kính cảm ơn bác. Thưa câu hỏi số 2 ạ. Kính thưa bác, kinh Nhật tụng, kinh Sám Hồng Danh mà hiện nay mỗi chùa đang tụng hàng ngày là do ai đã soạn ra thưa bác? Mấy kinh này nó đúng là mới soạn ra chừng 10 năm nay thôi, chứ trước đó không có. Mấy thầy giảng, mấy thầy mới soạn ra thầy. Chứ trước kia là trước đó thầy, mà trước giải phóng không, trước 40 năm về trước không có cái kinh này, mà mới có ở đây thôi. Là do mấy ông thầy giảng soạn ra rồi để cho Phật tử tụng vậy thôi. Rồi chị hỏi tiếp đi. Mô Phật, xin cảm ơn bác. Câu hỏi số 3. Thưa, chùa nào cũng tụng kinh Nhật tụng, nhưng mỗi chùa lại có nội dung kinh khác nhau tùy theo tông phái. Kính thưa, kinh Nhật tụng nào là đúng với lời Phật dạy? Thưa bác. Nói đúng là Đức Phật không có dạy kinh Nhật tụng, mà đọc kinh thôi chứ không phải tụng. Vì thế mà cái đạo Phật nó có 6 pháp môn tu. Nó có cái loại là tất cả điều pháp môn nào nó cũng có cái bài kinh sám hối thôi, chứ không phải kinh tụng này. Kinh sám hối có nghĩa là dạy cho Đức Phật. Ông nói là đời sau nếu mà không học hoài mà không thuộc á, thì phải sám hối. Sám hối thì nó mới thuộc. Cũng như ăn năn cái lỗi lầm ngày xưa đó. Thì mỗi một cái pháp môn nó có cái quyển sám hối riêng. Thiền tông nó có cái quyển sám hối riêng của nó, chứ không phải không, thấy không? Chứ còn hoàn toàn không có tụng. Cái còn sám hối này là đọc lại mình sám hối với Đức Phật. Nhưng mà đọc hoài ta gọi là chỉ tụng, chứ là đọc thôi, đọc để sám hối thôi. Rồi chị hỏi tiếp đi. Dạ, xin cảm ơn bác. Thưa, câu hỏi số 4. Kính thưa bác, trong kinh Nhật tụng nói tụng kinh công đức vô lượng. Thưa, chúng tôi tụng nhưng không hiểu nghĩa kinh. Kính thưa, chúng tôi tạo được loại đức gì ạ? Thưa bác. Bây giờ nếu mà tụng kinh đó, mà nếu mà hiểu được cái ý sâu màu của nó đó, thì có phước đức thôi, chứ còn công đức không có. Công đức nó gì? Sử dụng cho cái thiền tông giúp người ta hiểu đạo là gọi là công đức. Còn tất cả những gì mình tụng đọc kinh nó mình hiểu, nó có cái phước đức. Mình hiểu thì nó có phước đức thôi, chứ còn công đức hoàn toàn không có. Nằm chữ công đức hoàn toàn không nằm trong cái thế giới đọc tụng, mà trong cái thế giới giúp người ta hiểu cái này, giác ngộ, giải thoát thì mới có công đức thôi. Còn dùng cái danh từ mà đọc tụng mà có công đức là không đúng, không, là nó sai chỗ này. Dạ, rồi chị hỏi tiếp đi. Dạ, kính thưa bác,
Chúng tôi nghe nói có hằng hà sa số chư Phật khi chúng tôi tụng sám hối hồng danh 89 vị Phật hoặc 108 vị Phật hoặc 35 vị Phật tùy theo chùa, thì chúng tôi mỗi một vị chúng tôi lại một lại. Kính thưa bác, chúng Phật tử chúng tôi có lỗi với các vị Phật còn lại hay không thưa bác? Cái này không có lỗi gì hết đó, nhưng mà tại vì Phật tử không chịu nghe lời Đức Phật thôi chứ không có lỗi. Ông biểu một đàn mà làm một nẻo. Ông biểu đạo của Như Lai là đạo giác ngộ, là hiểu biết, giải thoát, đi ra ngoài sức hút vật lý này. Mình không làm thôi, mình làm sai là không có lỗi vậy đó. Mình gọi là mình làm sai lời ông dạy thôi, thấy không? Ông nói một đàn mình làm một nẻo, chứ không phải là có lỗi gì trời. Mình làm sai, còn cái lỗi là không có lỗi. Ông Phật không bắt lỗi ai đó. Ông Phật, ông dạy mình thì mình nghe, không nghe thôi. Ông cũng không buồn, ông không nói vậy đó. Thì ông, ví dụ mà biểu một đàn mà làm nẻo thì ở sao ổng nói ổng cười thôi chứ không nói gì hết. Rồi chị hỏi tiếp đi. Dạ kính cảm ơn bác. Đây câu số 6. Kính thưa bác, các tăng ni dạy tụng kinh sám hối và lạy Phật sẽ bớt nghiệp, chúng Phật tử con làm theo rồi quên lại tiếp tục làm chuyện có lỗi. Kính thưa bác, tại sao chúng tôi cứ tái diễn như vậy và chúng tôi có bị nghiệp hại và hại như thế nào thưa bác? Tại hành tu đạo Phật mà không hiểu lời Đức Phật dạy, nó nói sai, vì thế mà không thể tiêu nghiệp được đâu. Muốn tiêu nghiệp hoặc giảm nghiệp thì phải làm đúng lời Đức Phật dạy. Còn nếu mình làm sai lời Đức Phật thì nghiệp đâu nó còn có đó. Có nhiều khi mình làm sai nó còn nặng nghiệp thêm nữa. Nhưng mà tu đạo Phật là gì? Đạo giác ngộ, mình không giác ngộ làm chuyện tầm bậy là mình còn bị cái nghiệp còn nặng hơn. Thà đừng có tu, không có bị gì hết đó. Đã tu mà mình làm sai thì mình dương cái nghiệp lên. Thứ nhất là mình đi lừa người ta, nó còn cái nghiệp còn nặng hơn nữa. Phải hiểu cái nguyên tắc này. Rồi chị hỏi. Cảm ơn bác. Hồi còn trẻ còn có thể lạy Phật ngồi lâu để tụng kinh. Nay chúng tôi đã già, bệnh nhiều, không thể tụng kinh và lạy Phật. Chúng Phật tử có tội không à? Thưa, có tội thì các vị sư già trước con có bị tội không thưa bác? Này, ông Phật đâu có bắt lỗi ai đâu mà tội phải. Ông dạy mình không nghe thôi. Có nghĩa là ông Phật ông nói đó, một cái câu ông dạy trong kinh này nè, làm sao lại ông? Gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma. Ta đã gặp ổng giết ổng rồi còn đi lại ổng rồi sao? Có nghĩa là mình không nghe lời ổng, mình làm sai, ổng cũng chịu thôi chứ giọng nói gì thôi. Ổng nói là dạy không chịu nghe, mà cái lo là cái gì đều không. Gặp Phật giết Phật, gặp ổng phải giết ổng rồi bây giờ đi lại ổng rồi sao? Chật lắc. Thì thôi bây giờ cũng phải chịu thôi. Tại vì cái thiền tông á, người ta tu á, phải có cái giáo lý. Mà cái giáo lý không có thì làm sao? Thì là nó tu sai. Cái lỗi này là do những người mà soạn thảo cái giáo lý không chịu soạn thảo ra để mà giúp cho Phật tử coi cho hành cho đúng. Lỗi là lỗi do mấy cái ông mà không chịu đưa giáo lý ra cho Phật tử tu á. Cái lỗi là chỗ này nè. Chứ còn đối với mình không có lỗi với ông Phật gì rồi. Ông Phật đâu có thế đây, thế giới đây. Ông biết rằng nếu mà lại ổng là lại ma đó. Thì ông biểu đừng có lại. Ở thế giới này ngũ thú tập cư, Như Lai không ở đây, đừng có lại. Thấy không? Phải hiểu cái căn bản này. Tại sao không cho lại ổng là gì? Ổng không có ở đây mà lại cái gì? Mà lại là tầm bậy, lại gặp ma đó. Ông dặn vậy. Rồi chị hỏi tiếp đi. Ô Phật, xin cảm ơn bác. Kính thưa bác, con đang hỏi câu số 8. Chúng Phật tử, con nghe các thầy giảng niệm Phật trong tâm, tu tại tâm. Khi chúng Phật tử, chúng con chết, khi không biết tâm Phật tử chúng con sẽ ra sao? Thưa, lúc chết đó, chúng Phật tử con tu và niệm Phật ở đâu, thưa bác? Cái niệm Phật này nè, ví dụ mình còn sống thì niệm bằng cái miệng, cái tứ đại. Khi chết rồi niệm bằng trung bấm thân.
chứ không phải cái tâm. Tâm không có niệm được, cái tâm là cái tim nó chết queo rồi ở niệm gì, gọi là niệm bằng tánh. Nếu mà nếu là cái trung ấm thân không hiểu được thì gọi là niệm bằng tánh, cái tánh người. Tánh người gọi là cái trung ấm thân, thấy không? Thì mới biết niệm bằng trung ấm thân hoặc niệm bằng tánh người. Tánh người nó gọi là trung ấm thân, chứ còn cái thân xác mà nó mất rồi thì còn sao niệm được, thấy không? Đó, phải hiểu, hiểu cái căn bản tu đạo Phật, phải hiểu được. Vì thế mà ngày xưa người ta nói là tâm tánh, thì ta không hiểu, thành ra ta phải gồm hai thứ lại, tâm tánh. Chứ sự thật, tánh là tánh, tâm là tâm. Mà là do con người nó có cái tánh, Phật cũng có cái tánh. Niệm bằng tánh Phật hoặc niệm bằng tánh người. Tánh người, tánh Phật tức như là cái Phật tánh của mình đó, niệm bằng cái đó đó, thấy không? Thành ra người ta không có hiểu, thành ra bây giờ Thiền Tông ra đời để nói lại cho đúng thôi. Rồi, cho chị hỏi tiếp đi. Dạ, kính cảm ơn bác. Thưa câu số 9, kính thưa bác, chúng Phật tử chúng con công phu lúc 3 giờ sáng đánh chuông và tụng kinh bằng micro gây ồn ào, khiến cư dân xung quanh khó chịu, nhưng cư dân không dám nói gì. Kính thưa, tại sao người dân lại sợ chùa? Thưa bác. Dân mà ở trên trái đất này mình nói là âm dương nha. Cái người dân nào mà họ âm nhiều quá, họ sợ cái tiếng của mấy người tu lắm. Thấy không? Vì thế mà mình tu theo đạo Phật mình phải hiểu cái này nè. Mình tu là tu cho mình, chứ không phải tu cho ba tánh, chứ không tu cho hàng xóm. Vì thế mà cho mình thì mình biết thôi, đừng có tu cho người kia. Sùm mà ta ghét mình rồi, khúc đó rồi. Đã mình tụng kinh không có phước mà rồi bị ác nữa, càng tụng cái mấy cái người xung quanh nó còn chửi mình nữa. Ta chửi mình là nó ta bị tội gì, thì con mình cũng phải tội theo, thấy không? Vì thế mà người ta, ông Phật bảo tu theo đạo Phật là phải tu bằng trí tuệ, đừng có tu mù, đừng có tu mờ, đừng có tu mê tín, thấy không? Học cho thông rồi mới tu, còn không học cứ giống như đi, giống như chị đi lái xe mà chưa học lái xe, chẹt trèo lên mua xe chạy rồi sao? Nó sẽ đụng, thì nó trật lắc vậy thôi. Nguyên tắc học cái gì phải có giáo lý cái đó. Còn nếu không có giáo lý đừng có tu, tu nó sai. Thấy không? Về này, kinh nghiệm lại, muốn tu cái gì phải có quyển giáo lý đó. Tôi muốn tu gì cũng được, có quyển giáo lý đó tôi tu nó mới đúng. Còn tu mà nghe ai nói cũng tu là chắc chắn 100% là sai. Thấy không? Rồi chị hỏi tiếp đi. Dạ, con kể. Xin cảm ơn bác. Phật tử chúng con phụ rửa chén, quét sân hoặc cúng tiền trong chùa. Chư Tăng Ni khen Phật tử chúng con có công đức. Kính thưa bác, chư Phật khi xưa rửa bao nhiêu chén, quét bao nhiêu sân, cúng bao nhiêu tiền để được công đức vô lượng à? Thưa bác. Ông Phật đâu có biểu dạy mình cái này đâu. Ông Phật bảo, ông dạy là biểu giác ngộ, là hiểu biết, là làm gì cũng phải hiểu biết hết. Thấy không? Còn giải thoát thì làm sao đi ra ngoài cái này nè, đi qua cái sanh lão bệnh tử này nè, gọi là giải thoát. Chứ đâu phải làm cái kia. Còn ví dụ chẳng hạn như mình đến chùa phụ giúp á, nên nhớ nè, chùa vật lý phụ giúp thì mình có cái phước đức. Còn chùa Thiền Tông giúp thì có cái công đức, phải phân biệt cái chỗ này. Còn ở chùa nào cúng đó, thì nó có ác đức. Mình vô chùa cúng mình giúp, mình bị ác đức á. Mình vô mà chùa mà dạy mà nhân nghĩa lễ trí tín á, có phước đức á. Còn ở chùa dạy giải thoát á, có công đức á. Làm cái gì nó cũng phải đi theo ba cái dạng này. Chùa cúng, chùa dạy nhân nghĩa và chùa dạy giải thoát. Tùy theo trường hợp mà mình có công đức, phước đức và ác đức. Chứ đâu phải mở cái chùa ra là có công đức. Mở càng cúng càng lớn, ác đức càng nhiều. Thấy không? Rồi, chị hỏi tiếp đi. Dạ, kính cảm ơn bác. Kính thưa bác, câu 11. Phật tử tụng kệ tán Phật có câu: Đấng Pháp Vương vô thượng, cha lành chung bốn loài. Kính thưa, Đức Phật là cha của loài nào, thưa bác? Nói đúng ra đó, Đức Phật là cha muôn loài, chứ không phải loài nào, kể loài người, trời, loài trời, thiên long bát bộ mà loài trời luôn. Đức Phật là thầy của trời luôn, thầy của trời, thầy của người,
trước ngã quỷ súc sanh luôn. Ông không hết. Có nghĩa là ông trùm khắp các loài ở trái đất và tam giới này. Đó. Nhưng mà vì Phật, tất cả vì Phật là dạy người ta là giác ngộ giải thoát thôi. Mình phải chú ý cái này, mình theo ổng, đừng có làm sai. Vì thế mà đạo Phật nó sai nhiều quá, bây giờ thành ổng mới cho công bố cái quyển Huyền Ký ra chỉnh lại, mà ai nghe không nghe thôi, chứ không phải bắt buộc con nghe ổng đấy. Con chỉ có bổn phận nói là cho ta biết vậy thôi. Giác ngộ là gì, giải thoát là gì, nói vậy thôi, người ta nghe không nghe thôi. Thấy không, là nhiệm vụ của một vị Phật đó. Vì một vị Phật mà khi trở về Phật giới thì còn 3.000 năm sau thì trái đất nó mới trở thành đồ đá. Thì ông về, cố gắng đi chạy về, không phải chạy vào đi quay tiếp, đừng hồi tiếp. Rồi chị hỏi tiếp đi. Dạ mô Phật, xin cảm ơn bác. Trong kinh có câu Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng. Kính thưa bác, Đức Phật có tánh gì, chúng sanh có tánh gì, hai tánh này giống hay khác nhau ạ? Thưa bác. Rồi Phật thì có tánh Phật. Tánh Phật là thanh tịnh rỗng lặng, hằng tri là tánh Phật. Còn tánh chúng sanh, là nói tánh chúng sanh là nó trùm quá. Chứ nói về tánh người đi, chúng này, con heo, con bò, con chó nó cũng là chúng sanh. Thì tánh người, tánh người thì không cách nào thanh tịnh được hết. Nhưng mà nếu mà tánh người mà thanh tịnh được là phải sống bằng tánh Phật của mình á. Vì thế mà hai cái tánh này mà rỗng lặng hàng tri thì nó sẽ cảm thông, nó phát ra một cái tánh không thể nghĩ bàn, không thể suy nghĩ được. Là tánh gì? Là cái tánh diệu dục của con người của mình đó. Nó đúng hơn là tánh Phật đó. Tánh Phật là tánh diệu dục đó. Vì thế tánh Phật thấy được hết, biết được hết, hiểu được hết, là nó diệu dụng, là không thể nghĩ bàn. Nếu mà nhập được cái này thì cái tánh, cái con người mình không thể suy diễn được, không thể diễn tả được. Vì thế mà trong các kinh đó là không tư nghị, không suy nghĩ được là cái chỗ này. Nhưng mà tánh Đức Phật ông nói một đàn, nhưng mà điều mình là một nẻo. Sự thật đó là bởi vì tất cả các chùa ở trái đất này, chứ không phải nói Việt Nam, không ai hiểu cái tánh Phật là cái gì, không ai hiểu tánh người là cái gì, không ai hiểu giác ngộ là gì, không ai hiểu giải thoát là gì. Vì thế mà ông Phật cũng mới cho nói lại. Nhưng mà nói ra thì nó phản ứng vậy thôi. Phản ứng là chuyện tự nhiên, tại vì người ta lúc trước giờ người ta tu, người ta cúng không, mà bây giờ mình nói không cúng không ai ăn. Thì ta chửi mình thôi, nó sai chỗ này nè. Đạo Phật là đạo tinh hoa có nhân loại. Đạo Phật là đạo khoa học, vật lý, chứ đâu phải đạo học, đạo cúng, đồ tụng, đạo lại. Vì thế mà nói ra người ta chửi là vậy, thấy không? Rồi chị hỏi tiếp đi. Mô Phật kính cảm ơn bác. Kính thưa bác, câu số 13. Trong kinh Nhật Tụng có câu cầu cho các hương linh nghe pháp, nghe kinh sớm thoát đường mê, sinh về tịnh độ. Kính thưa bác, vậy khi còn sống Phật tử hoặc người dân không cần làm gì hết cả, đợi đến khi chết rồi có người tụng kinh cho chúng con nghe là các con sẽ được siêu thoát, siêu độ. Vậy như vậy khỏe cho người chết quá. Kính thưa bác, người chết có được siêu độ không thưa bác? Bây giờ á, thí dụ vậy nè, cái ông đó bị tòa án kêu 5 năm tù, bây giờ đem đi lo lót rồi mấy cái ông mà cò đó có ra nổi không? Không có nợ, không ra nổi nữa. Theo luật nhân quả ở đây, làm gì được nấy. Đã kêu tù rồi thì ráng đi vô ở tù đi, chừng nào hết tù ra, chứ không có đi lo ai ra đấy. Mấy người mà tổ chức lo đấy, mấy ông cò thôi, ông lừa mình thôi, chứ làm cái chuyện đó. Thế giới vật lý này, trên dương gian âm phủ đồng vật lý, có nghĩa là mình ở tù không có thể lo được cái được. Không có lo cái gì ở chỗ ở tù, phải không? Thì âm phủ nó cũng vậy, chết thực thi nhân quả rồi. Thí dụ mình nói xuống địa ngục đi, hoặc làm con này con kia đi, vừa chết xong rồi thần thực thi nhân quả rồi, giờ ngồi đây cúng cái gì, năm nào cũng mở rồi cúng gì. Đọc trong cái quyển kinh mà số 11, quyển sách số 11 vừa Trần Nhân Tông dạy con đó,
Có cái ông đó đó, tôi còn nhớ. Năm trước đó, ông biểu mà đưa 500 quan ta, ta cúng cho mẹ, mẹ dưới địa ngục lên. Năm sau ông biểu tập tiếp, ông đi thưa. Ủa, năm rồi ông lấy tôi 500, bây giờ biểu mẹ tôi lên rồi. Giờ ông nói, mẹ mày còn ở dưới thì làm sao, ông đi thưa. Đi thưa ông qua ông xử, thấy không? Thế gian này cũng có, nó lừa người ta thôi, chứ làm gì có cái chuyện đó. Bởi vì cái đạo Phật này làm việc thật, nói thật, làm thật, chứ không có lừa ai hết. Và nói cho người ta bắt bẻ tự do, không có từ chối gì hết. Vì nói là đạo Phật là đạo khoa học, mình phải đời văn minh này phải tu bằng khoa học, chứ không phải tu bằng mù mờ, tu bằng cái tin đại không được. Rồi chị hỏi tiếp đi. Kính cảm ơn ba. Thưa câu hỏi số 14. Kính thưa bác, trong kinh nói hạnh tăng, vô nhất vật thanh bần. Tăng là các nhà sư thanh tịnh. Kính thưa bác, tăng thanh bần là sao? Tăng thanh tịnh là sao thưa bác? Chứ tăng là mấy ông thầy tu, thanh là thanh tịnh, bần là có nghĩa là mình nói là nghèo đi, học xài tiền. Nguyên tắc ông tăng không xài tiền, vì thế bên tiểu thường người ta không xài tiền. Đi khất thực người ta đưa cô mà ta lấy, đưa tiền ta không lấy. Thanh bần ở chỗ này nè, không có tiền tài danh lợi địa vị, hoàn toàn mấy ông tăng không có màng tới mấy cái này, phải là thanh bần ở chỗ này. Tăng là nó phải vậy, tăng là các nhà sư thanh tịnh, tánh thể không không chẳng chính bụi trần, ly gia cắt ái khinh thân, chức trừ bổn ngã lãnh phần độ sanh. Anh phải đi tăng, phải đi độ người ta. Người nào phải tội này thì mới gọi là tăng, gọi là thánh tăng. Còn tăng mà đụng đi bốc tiền không, không phải tính tăng, đó là phàm phu tăng thôi, chứ không có vụ thánh tăng, thấy không? Không phàm phu tu, xin lỗi, phàm phu tăng thua mình luôn, thua cái người bình thường không tu luôn. Bình thường đâu có dính cái nhân quả này. Bởi vì vì thế mà trong kinh A Hàm, ông Phật nói là ông A Nan đi qua cái cầu là thấy mấy ông mặc áo vàng ở dưới sông, còn mấy cái người mà mặc áo đẹp đi trên cầu đó. Hỏi ông Phật là ai? Tại mấy ông này đi lừa gạt ra đó. Lừa gạt ra mới bị cái nghiệp này. Chính ông Phật nói rõ ràng chứ là trong kinh nói, chứ không phải là nó đặt điều, thấy không? Thì phải hiểu này. Tu thì phải tăng, phải ra thánh tăng. Còn khẩu học, còn nếu mà nói là nếu mà không phải tính tăng thì gọi là thầy tu thôi nha, nhớ là không tăng, thầy tu thôi. Thầy tu gì thì được là bằng thầy thôi, chứ còn gì tăng là phải thánh tăng, là phải tánh thể không không chẳng dính bụi trần. Bụi trần còn không dính, chỉ dính tiền, thấy không? Dính danh lợi địa vị, mình phải hiểu cái này. Rồi chị hỏi tiếp đi. Mô Phật, kính cảm ơn ba. Thưa câu số 15 là câu chó. Kính thưa bác, trong kinh có đoạn hằng ngày an vui tu tập, phát Phật nhiệm màu, để mau ra khỏi luân hồi, minh tâm kiến tánh. Chúng Phật tử chúng con tụng kinh nhiều hơn 30 năm, nhưng vẫn không biết thế nào là minh tâm kiến tánh. Kính thưa Thầy, sao chắc chắn Phật tử chúng con có thể ra khỏi luân hồi? Kính xin thưa Thầy giải rõ giúp chúng con, cho chúng con học hỏi và thực hành được ạ. Thưa bác. Bây giờ minh tâm là cái tâm mình đã sáng ra. Nếu đúng rồi, cái tâm mình đã sáng ra gọi là minh tâm, kiến tánh. Kiến là thấy, tánh là tánh gì? Tánh Phật của mình. Tánh Phật mình phải thấy được bằng tánh Phật thì mới thoát được sinh tử luân hồi được, thấy không? Chứ bây giờ nói đọc kinh ở minh tâm kiến tánh Như Lai thoát dòng đau khổ ra ngoài trái quan, cầu xin Tam Bảo phước ban, cứ nói hoài rồi hỏi chứ tâm gì không biết. Tối ngày cứ đồ cái minh tâm kiến tánh Như Lai thoát dòng đau khổ ra ngoài trái quan, nó hoài. Thoát dòng đau khổ là cái chỗ nào? Thế giới này đau khổ thoát ra đâu? Về Phật giới mới hết đâu, hết mấy trái quan, còn lên trên trời cũng bị trái quan. Lên trời thì đẳng cấp nó cao hơn. Giống như mình ở nhà quê đi, lo ruộng vườn không, mà vô cung vua làm sao? Nó cũng là, nó còn quan trọng hơn. Thì phải vô trong này phải nghiêm túc hơn nữa, thấy không?
Bởi vì thoát ra đau khổ trái quan là trong thế gian này ở cõi trời cõi nào cũng là đau khổ. Vì thế mà trong kinh Bất Đa Phật đó là tam giới vô an du như quả trạch. Trời người ở đâu cũng là trong nhà lửa ngày nào không nóng. Thì phải thấy phải thoát ra ngoài cái đạo cái trái quan này đi về Phật giới mới gọi là ra ngoài trái quan. Tu phải làm sao đoạt được cái này mới gọi là ra ngoài trái quan. Đó mình đọc kinh mình không hiểu. Đâu phải đọc để cho hiểu rồi thì mình hành chứ đâu phải chứ tối ngày đêm nào cũng là đọc hoài mà không chịu làm. Bữa nay tối đọc cái ngày mai ra chợ chửi lộn tiếp. Làm sao? Không được. Ông Phật nói một đàng mình làm một nẻo không được. Thấy không? Rồi chị hỏi tiếp đi. Mô Phật, chúng con đã hết câu hỏi. Chúng con kính dâng lên lời cảm ơn thầy và kính chúc sức khỏe của thầy trường thọ. Mô Phật. Rồi cảm ơn chị hỏi.